Đâu? Đây sẽ một đội con đã theo chúng ta cùng nhau tôn chúa bài hát Cha yêu thương. Nơi ta Chúa Cha khi có bằng ơn thiêng tha thứ bao tội con, từ ngôi cao sang Ngài đã xuống dưới chân tìm con, cứu con, yêu con. Cha yêu thương luôn đỡ nâng đời con, ban cho con sức mới trong ngày luôn. Lòng con yêu Chúa, lòng con mãi yêu Ngài, vì Ngài đã yêu thương con. Cha nhân ơi, trong những ngày ngập tràn thơ vui, Chúa được con Ngài hằng dắt con và miệng an thái Ngài luôn dẫn lối. Sao đơn đời còn nhiều khó khăn, bước thêm Ngài lòng càng vững tin nơi Cha toàn năng. Nơi gô tha Chúa chết thay vì con, bằng ơn thiêng tha thứ bao tội con, từ ngôi cao sang Ngài đã xuống dưới chân tìm con, cứu con, yêu con. Cha yêu thương luôn đỡ nâng đời con, ban cho con sức mới trong ngày luôn. Lòng con yêu Chúa, lòng con mãi yêu Ngài, vì Ngài đã yêu thương con. Cha nhân ơi, sống trong ngày ngập tràn thơ vui, Chúa được con Ngài hằng dắt con vào miệng an thái Ngài luôn dẫn lối. Sao đường đời còn nhiều khó khăn, bước theo Ngài lòng càng vững tin nơi Cha toàn năng. Cha nhân ơi, sống trong ngày ngập tràn thơ vui, Chúa được con Ngài hằng dắt con vào miệng an thái Ngài luôn dẫn lối. Sao đến đời còn nhiều khó khăn, bước theo Ngài lòng càng vững tin nơi Cha toàn năng. Lòng con yêu Chúa, lòng con mãi yêu Ngài, vì Ngài đã yêu thương con. Nơi gô tha Chúa chén thay vì con, bằng ơn thiên tha thứ bao tội con, từ ngôi cao sang Ngài đã xuống dưới chân tìm con, cứu con, yêu con. Cha yêu thương luôn đỡ nâng đời con, ban cho con sức mới trong ngày buồn. Lòng con yêu Chúa, lòng con mãi yêu Ngài, vì Ngài đã yêu thương con. Cha nhân ơi, trong những ngày ngập tràn thơ vui, con dắt con vào miệng an thân dẫn lối. Sau đường đời còn nhiều khó khăn, bước từng ngày lòng càng vững tin nơi Cha toàn năng. Bước theo Ngài lòng càng vững tin nơi Cha toàn năng. Amen. Ô cảm Chúa rất nhiều Cha. Ôi chúng con yêu Ngài Cha, ôi chúng con mãi yêu Ngài Cha, ôi vì Ngài đã yêu chúng con Cha.
Ô chúng con mãi yêu Ngài cha, ô yêu Ngài mãi mãi cha. Ô vì Ngài đã làm tất cả những điều Ngài ban cho con cha, ô ân điển của Ngài ban cho con cha, ô sự cứu rỗi của Ngài ban cho con cha, ô quyền công dân nước Ngài Ngài ban cho con cha, ô tất cả những điều đó đều là Ngài ban cho cha. Ô chúng con chẳng gọi là ô phải là sức chúng con, ô yếu mỏng hay cha, ô chúng con nếu mà sức riêng của chúng con chẳng có điều gì chúng con có thể làm được hay cha, ô chẳng có điều gì chúng con có thể đọc được hay cha, ô nhưng mà bởi ân điển của Ngài ban cho con cha, ô sự bày tỏ của Ngài ban cho con, ô những sự khôn ngoan của Ngài ban cho con, ô sức mạnh quyền năng mà Ngài ban cho con, ô để con có được ô tình yêu và lẽ thật, ô chúng con có được ô tình yêu vào ô chính Ngài, ô muốn lấy được cơ nghiệp là chính ô bản chất của Ngài ban cho con. Ô, con cảm Ngài rất nhiều Chúa con ơi. Ôi xin Ngài giúp đỡ con, ôi để con yêu Ngài và yêu anh em mình cha. Ôi yêu Ngài và yêu anh em mình cha. Ôi đó là hai điều lớn mà Ngài ban cho con. Ôi để chúng con ôi sử dụng điều đó để chúng con luôn luôn gọi là trong bất cứ điều gì chúng con làm, con cũng phải ô từ hai điều đó mà ra hết cha. Yêu Ngài và yêu anh em mình cha. Ôi cảm Ngài rất nhiều Chúa con ơi. Ôi xin Ngài giúp con. Ôi để chúng con ôi mỗi ngày khi mà chúng con đi với Ngài cha, ôi chúng con học được gọi là chúng con đều ăn nuốt bản chất của Ngài mỗi ngày cha. Ôi ngày càng chúng con được Ngài làm cho nên thánh cha. Ôi ngày càng trở nên tăng trưởng trong sự thánh khiết của Ngài cha. Ôi để bản tính của Ngài được đầy tràn trong con cha. Ôi để chúng con mặc lấy con người mới của Ngài cha. Ôi con người mới của Thánh Linh cha. Ôi con người mới của Thần Linh cha. Ô và bỏ đi con người cũ của người Babylon mà đáng ô bị rủa xả, đáng bị gọi là trút diệt cha, đáng bị gọi là quay lãng nó đi cha. Ô và chúng con không còn nhớ đến con người cũ của mình nữa cha. Ô chúng con chỉ ô sống theo con người mới, con người thánh linh của Ngài cha, ô con người thần linh, ô Ngài đi theo Ngài một cách tuyệt đối đó cha. Ô cảm Ngài rất nhiều Chúa con. Ô nhiều cha. Hãy đến với Ngài, mùa mùa người yêu Chúa. Hãy ta tôn vinh, ca tụng danh thánh, đưa tay cao lên trong nơi đền thờ thánh. Hãy ngợi khen Chúa là vua của ta. Hãy đến với Ngài, mùa mùa người yêu Chúa. Hãy hát tôn vinh, ca tụng danh thánh, đưa tay cao lên trong nơi đền thờ thánh. Hãy ngợi khen Chúa, Ngài là vua của ta. Hãy đến với Ngài, mùa mùa người yêu Chúa. Hãy hát tôn vinh, ca tụng danh thánh, đưa tay cao lên trong nơi đền thờ thánh. Hãy ngợi khen Chúa, Ngài là vua của ta. Đưa tay cao lên trong nơi đền thờ thánh. Hãy ngợi khen Chúa, Ngài là vua của ta. Đưa tay cao lên trong nơi đền thờ thánh. Hãy ngợi khen Chúa, Ngài là vua của ta. Hãy đến với Ngài, một người yêu Chúa. Hãy hát to vì ta tụng danh thánh, đưa tay cao lên trong nơi đền thờ thánh. Hãy ngợi khen Chúa, Ngài là vua của ta. Của ta, Ngài là vua của ta. Amen, hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh cảm Chúa rất nhiều sa. Oh cảm Chúa rất nhiều sa. Oh xin Ngài đổ thần của Ngài trên chúng con cha. Oh để chúng con, oh chúng con được sự động chạm của Ngài cha. Oh để điều gì đó, oh còn bên trong chúng con cha. Oh điều gì đó trong một lĩnh vực nào đó trong đời sống con cha. Ôi chúng con chưa vâng phục Ngài, chúng con chưa bóc tách con người mới của con ra thì xin Ngài hãy soi sáng trong con cha. Ôi xin Ngài hãy sức mắt chúng con cha để chúng con nhìn ra được những cái điểm yếu kém cho bản thân mình cha. Ôi vì ôi Chúa ơi, ôi khi mà chúng con đến gần Ngài thì cha, ôi Ngài ánh sáng của Ngài, sự thánh khiết của Ngài ôi sẽ gọi là soi tất cả những cái sự dơ bẩn của chúng con ra cha.
Ôi để chúng con biết rằng ôi chúng con chỉ là người phàm chả. Ôi và Chúa ông con ôi là đấng mà ôi thánh khiết trọn vẹn và tuyệt đối. Ôi Ngài sẽ sắp cho chúng con trong biết rằng ôi bản thân mình còn ôi còn còn nhiều điều cần phải học như thế nào, còn nhiều điều cần phải làm như thế nào. Ôi để chúng con biết khiêm nhường chả. Ôi và khi chúng con đến với mặt Ngài chúng con mới thấy được ôi bản mình ô thật là yếu đuối, bản thân mình vẫn còn ô nhiều điều thiếu sót, bản thân mình còn nhiều điều ô chúng con còn phải học hỏi, còn nhiều điều chúng con còn phải ô làm việc với bản thân mình. Ô xin Ngài giúp con để con thật sự đến với Ngài sao, ô nhìn thấy được mặt Ngài sao, ô nhìn thấy được, ô nhìn thấy được cái sự vinh quang của Ngài sao, ô nhìn thấy được sự thánh khiết trọn vẹn của Ngài sao. Ôi xin Ngài giúp con chơi, ôi xin Ngài giúp con chơi. Ôi chúng con phải bởi tài năng, bởi sức riêng của con mà con được ô được vào diện kiến Ngài sao. Ôi nhưng mà bởi ân điển của Ngài sao, ôi bởi ân điển của Ngài, ôi bởi ân điển của Ngài mà Ngài khiến trong con, ôi bởi sự thương xót của Ngài mà khiến trong con ôi được đến gần Ngài sao. Ôi được diện kiến Ngài, ôi trong trong nơi chí thánh của Ngài sao. Ôi trong nơi, ôi trong nơi chí thánh của Ngài sao. Ôi để nhìn thấy được mặt Ngài sao. Ô cảm ngài rất nhiều Chúa con ơi. Ô cảm Amen. ngài rất nhiều Chúa. Ô cảm ngài rất Amen. nhiều Chúa con. Amen. Hãy Amen. đến với Ngài, một người Amen. yêu Chúa. Hãy hát Amen. tôn vinh, ca tụng danh thân, đưa tay cao lên trong nơi đền thờ thánh. Hãy ngợi khen Chúa, Ngài là vua của ta. Hãy đem với Ngài, Chúa. Hãy hát tôn vinh, ca tụng danh thân. Đưa tay cao lên, trong nơi đền thờ thánh. Hãy ngợi khen Chúa, Ngài là vua của ta. Vua của ta. Amen. Amen. Ngài là ngọn đèn sự sáng tâm hồn. Amen. Đây tình yêu nên con thánh trong nhà cha. Giêsu vì yêu thế gian đã vui. Amen. Ô cảm Chúa. Chúng ta cùng nhau ô tiếp tục ô ngợi khen Chúa bài hát. Khi có Giêsu, khi có Giêsu, khi có Giêsu, khi có Giêsu. Khi có Giêsu. Khi Giêsu luôn bên ta, Ngài là ngọn đèn sự sáng tâm hồn, trong tay tình yêu nên con thánh trong nhà cha. Giêsu vì yêu thế gian đã vui làm phàm, ta mau mau cầu xin Thiên Chúa ngự vào lòng này suốt cuộc đời. Ôi sao tình, ôi sao niềm vui cùng bao ước mơ mang chờ, một nguồn yêu thương sẽ tràn trong tim, ơn ngày sau bay cao hơn biên trời. Yêu thương trần gian chân Chúa lang thang, xin người mau đến bên chân Chúa quỳ dân chính tâm hồn anh, đến dấu Chúa đến dấu yêu sẽ bằng bình an. Khi Giêsu luôn bên ta, mọi điều sau đâu dẫn sẽ không còn. Trong tay Giêsu ta luôn sống trong bình an, dù đời còn nhiều khổ đau đắng cay ê chề. Xin dâng lên lòng con hôm nay, mời Ngài ngự vào mãi không rời. Ôi sao niềm vui tràn dâng mãi trong tâm hồn, một tình yêu cha vẫn còn bao la, ơn ngày sau bay cao hơn biên trời. Yêu thương trần gian chân Chúa lầm than, xin người mau đến bên chân Chúa quỳ bên chính tâm hồn anh.
Chúa đến dấu yêu sẽ ban bình an, ơn Ngài sâu bấy cao hơn biển trời, yêu thương trần gian chân Chúa lầm than, xin người mau đến bên chân Chúa quỳ dân chính tâm hồn anh. Chúa đến dấu yêu sẽ ban bình an. Cảm ơn Chúa. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Khi có Giêsu. Khi có Giêsu. Amen. Ô cảm Chúa. Cảm Chúa. Và chúng ta sẽ dừng lại đây nha. Dạ. Xin Chúa cùng tất cả anh chị em ta để hôm nay chúng ta sẽ cầu nguyện cho các năng đề của các anh chị em. Cô Hương có năng đề gì? À, rồi hiến cô Hương cầu nguyện cho Cecilia Phúc Nhi. Phúc Nhi. Ok. Chung có nan đề gì? Lấy Phúc Nhi ra khỏi nhà dòng. Ok, cảm ơn Chúa. Chú Chung có nan đề chi? Trong các cuộc chơi chú chung cầu nguyện cho các con tiếp nhận Chúa. Cô chú yêu mến Chúa, tiếp nhận Chúa, cho con cái tiếp nhận Chúa. Rồi, ok. Thì hôm nay cầu nguyện cho chú Hậu ngày sinh của chú Hậu đề. Được mà sắp xếp giờ ngồi học hành, ơn ân điển của Ngài. Cảm ơn Hậu Chúa. Đâu ẩm chú Hậu ra đây. Amen. Đề Amen. Đây ăn bánh bất đề chưa? Thôi hôm nay cô chị nấu cho bún bò với lại nấu chè. À, bún bò hả? Ngon vậy. Ở đây cách ly mấy tháng không được ăn bún bò. Nghe nấu bún bò, bún bò ngon lắm. Không được ăn bún bò, không được ăn hủ tiếu, không được ăn đủ thứ các kiểu. Nam ơi, chắc mình về ngàn năm vương quốc khác, mình ăn đồ ăn ngon lắm à. Cần ăn đâu. Chắc không ăn. Cần ăn. Có chứ gì? Có chứ à, vẫn ăn đấy chứ à. Tiệc mà, có mà. Mà vẫn phải ăn à. Mà... Hai bên đường có cây cây sự sống rồi, đâu cần ăn gì. Có cây sự sống mà đâu cần ăn, đâu đói đâu, chẳng thèm gì hết, tối ngày ca ngợi không à. Coi cai chị không có tiệc đó nha, tiệc một năm luôn á, ăn tiệc một ngàn năm luôn mà. Tiệc ca hát suốt ngày, ca hát với cai chị thôi. Rồi Hiến cầu nguyện gì Hiến? Vâng, cảm ơn Chúa. Cầu nguyện cho con vẫn là về cái cầu nguyện cho con về ấy nha, về xương lưng ạ. Bây giờ Hiến phải đi cái ghế mà có dựa. Chứ anh Hiến ngồi cả mấy tiếng đồng hồ để đau lưng đúng không? Ngồi ngay cái giường á, đau lưng. Ngồi cái giường nó trụng nó đau lưng lắm, phải mua cái ghế xong rồi Hiến ngồi lên. Có cái ghế dựa chứ đau cứ ngồi lao. Ngồi dựa cái lưng nó thẳng lên thì nó mới không đau. Mua cái ghế gấp á, có cái ghế gấp á.
mua dễ mà phải không? Bây giờ mua có khó không? Order nó gửi rất là giờ giờ thì mua chắc cũng được đâu. Nhưng mà anh ship cái chỗ ngồi có chỗ dựa là được. Có anh vẫn dựa nhưng mà vẫn đau lưng. Vẫn dựa vào tường. Chắc... Cái dựa ra đừng ngồi thẳng lưng lên. Đừng có cong có lưng, cong có lưng là nó đau lưng dữ lắm. Hallelujah, 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 hallelujah. Cho Nam, Nam hỏi cái thiên gì? Nam cầu gì? Còn con cầu nguyện cho cũng ba mẹ con, ba con cũng bị bữa trước cũng bị đau, giờ cũng bị đau thiết, bị đau đau phổi ạ, phổi hồi xưa bị kén khí. Mà chú cũng chữa lành mấy lần rồi mà về thì về cũng không gọi là trong qua cái nan đề đó không chưa học được bài học của chú nên cứ gọi là khi mà chưa biết gọi là chú cho mình gọi là còn cơ hội để được làm công việc chú á mà không gọi là không hiểu được cái điều đó thì cái sự gọi là cái sự chữa lành của Chúa nó cũng sẽ không có ý nghĩa nhiều lắm, hoặc là mình sẽ bị gọi là bắp lại cái non đề đó là một lần nữa. Nên kiểu ba con hay bị đau đi đau lại lắm mà cũng không có nhiều gọi là cái sự thay đổi lắm. Này. Yeah. Ba mẹ cũng tin Chúa mà hả? Có đi nhóm không? Dạ có chứ. Dạ có. Nè hả? Đi nhà thờ. Thờ tiếng Phật nha. Rồi hiến cầu nguyện nha. Hiến cho ba hả? Ba mẹ hả? Mẹ. Dạ. Yeah. Cái đầu ba. Thể mới vẫn ăn đề thì vẫn về nơi chốn với con cái gia đình. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Thánh Linh, cảm tạ ơn Chúa Thánh Linh, cảm ơn Chúa Thánh Linh, Chúa ơi, cảm ơn Ngài, Chúa ơi, cảm ơn Ngài, Chúa Thánh Linh ơi, Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa Thánh Linh, Chúa ơi, Hallelujah, Ngài giúp chúng con cởi bỏ hết con người cũ, Chúa ơi, mặc lấy con người mới của Ngài, Chúa ơi, Hallelujah, vâng giữ, theo Ngài, nói theo Ngài, Chúa ơi, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, oh Chúa, Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa,
Hallelujah, 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 hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Ngài, Chúa ơi, cảm tạ ơn Chúa, hallelujah, hallelujah, cảm ơn Chúa, hallelujah, 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 ôi Chúa ơi, chúng con được đến với Ngài, Chúa ơi, hallelujah, cầu nguyện cho nhau, Chúa ơi, hallelujah, chúng con cầu nguyện cho dâng lên Ngài những nan đề trong đời sống của gia đình chúng con hết lên cho Ngài, Chúa ơi. Hallelujah, xin Chúa làm Chúa của những nan đề của chúng con, Chúa ơi. Hallelujah, xin Chúa mở tấm lòng chúng con để cho chúng con biết sự khôn ngoan thông sáng của Ngài trong những hành động với những người thân yêu của chúng con, với những nan đề trong đời sống của chúng con, Chúa ơi. Chúng con được nhận biết Ngài nhiều hơn, Chúa ơi. Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah, con cầu nguyện cho gia đình nhà chú Trung Cô Chi, Chúa ơi. Hallelujah. Ôi Chúa Thánh Linh ơi, xin Ngài ngự trị trên gia đình nhà chú cô, Chúa ơi. Xin Chúa thực hiện những tình yêu của Ngài trên chú cô, tình yêu của chú cô trên con cái của chú cô, Chúa ơi. Hallelujah. Hallelujah. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương chú cô, Ngài đã bày tỏ Ngài cho chú cô, Chúa ơi, Ngài đã bày tỏ chính Ngài cho chú cô, Ngài đã bày tỏ tình yêu của Ngài trên chú cô. Qua tình yêu của Ngài, chú cô nhận biết được rằng điều tốt đẹp nhất mà chú cô có thể mang đến cho con cái của mình đó là, ôi Chúa ơi, là nhận biết Ngài, Chúa ơi, ôi Chúa ơi, thật vậy Chúa ơi, chẳng ai đẹp, chẳng ai tốt lành, ngoài Ngài ra thì không có một điều gì trên đất này là tốt lành hết, Chúa ơi. Ngài đã cho chúng con ân điển để được đến với Ngài, để được yêu Ngài nhiều hơn, để cho chúng con biết được rằng, ôi Ngài là ngọn nguồn cùng tất cả các ngọn nguồn, Chúa ơi, Ngài là tất cả của những tình yêu thương, tất cả những điều tốt đẹp nhất, Chúa ơi. Chúng cô yêu mến con gái của mình như chính Ngài đã yêu mến chúng cô vậy, thì xin cho những lời cầu nguyện của chúng cô được đẹp lòng Chúa. Chúa ơi, xin Chúa đón nhận linh hồn của con gái của chúng cô, con trai của chúng cô, Chúa ơi, để cho con trai của chú cô được nhận biết Ngài nhiều hơn, được yêu mến bố mẹ nhiều hơn, được quay về yêu mến những giá trị tốt đẹp của lẽ thật nhiều hơn, Chúa ơi. Ôi Chúa ơi, con cầu nguyện cho gia đình cô Hương, Chúa ơi, chú Hậu, Chúa ơi, xin Chúa đổ thêm ân điển học hành, xin Chúa đổ thêm ân điển học hành trên chú, Chúa ơi, xin Chúa đổ thêm sự thần khôn ngoan thông sáng hiểu biết kính sợ Ngài, xin Chúa đổ thêm thần trí thức trên tấm lòng của chú ơi, để cho chú được thông sáng trong lời của Ngài nhiều hơn, cho chú được lắng nghe sự dẫn dắt của Ngài nhiều hơn, chú ơi. Chúng con yêu mến Ngài, chú ơi, chúng con yêu mến Ngài, chúng con yêu mến Ngài, chúng con yêu mến lẫn nhau. Chúng con cho nhau những điều tốt đẹp nhất, Chúa ơi, và chúng con chỉ cho điều tốt đẹp nhất, chúng con cho nhau những điều tốt đẹp nhất đó là tình yêu của Ngài, Chúa ơi, tình yêu của Ngài qua những lời cầu nguyện của chúng con, Chúa ơi, xin cho ý cha được nên trên chú, Chúa ơi, hallelujah, hallelujah, Chúa ơi, ngày sinh nhật của chú, con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ngày này năm đấy Chúa đã tạo dựng nên chú, Chúa ơi, Ngài đã chọn chú và Ngài đã gọi, Ngài đã đặt để chú trên thế gian này, Chúa ơi. Con chúc mừng cho chú được thêm nhiều sự tốt đẹp. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Ngài đã sắm sẵn cho chú một buổi sinh nhật cùng với gia đình, cùng với con cái của mình. Ôi Chúa ơi, và Ngài là đứng ở giữa của buổi sinh nhật đó, và Ngài ở đâu thì tự do ở đó, Chúa ơi. Và tất cả mọi thứ ở trong gia đình nhà chú cô được tự do, được tự do, Chúa ơi, vì Ngài ở đâu thì tự do ở đó, Chúa ơi. Tất cả những sự quấy rầy trong gia đình của chúng con, tất cả những sự Babylon của những thành viên trong gia đình mà họ chưa nhận biết Ngài thì nó đều phải bật tan ra, bởi vì Ngài ở đâu thì tự do ở đó, Chúa ơi. Hallelujah, con cầu nguyện cho con gái của cô, Chúa ơi. Hallelujah, 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 hallelujah
Hallelujah, hallelujah, yêu mến Ngài nhưng con gái của cô yêu mến Ngài nhưng con gái của cô đang ở trong nơi mà hallelujah lầm lạc, Chúa ơi, ở trong nơi mà hallelujah thiếu vắng lẽ thật của Ngài, Chúa ơi, ở nơi mà thiếu vắng thần linh của Ngài, Chúa ơi, xin Chúa động chạm tấm lòng của em, Chúa ơi, cho em thực hiện công việc của Chúa, nhận biết Chúa, nhận biết Chúa như Ngài đã ban cho mẹ thế nào thì Chúa ơi, những lời dạy dỗ của Ngài trên mẹ cho đời sống của em cũng được gắn kết lại với nhau để em quay về yêu mến Ngài nhiều hơn, Chúa ơi, xin Chúa trong danh Chúa cho em được mạnh mẽ hơn ở trong nơi mà tôn giáo đó, trong danh quyền năng của Ngài, Chúa ơi, mà em có thể nhận biết được những sự sai lầm của ở nơi đó để hủy phá tất cả những cái kế hoạch của kẻ xấu nó lừa dối trên đời sống của em, Chúa ơi, hallelujah, 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 hallelujah. Ôi Chúa ơi, con cầu nguyện cho em Nam và bố của em, Chúa ơi, con cầu nguyện cho em Nam sẽ được khôn ngoan, sáng láng, học hành trong lời của Ngài, Chúa ơi, cho em được thoải mái trong một căn phòng tương giao với Ngài, Chúa ơi, hallelujah, con cầu nguyện cho ba của em. Ba của em có một lá phổi được hít thở thánh linh của Ngài, được hít vào những sự đầy dẫy của Ngài, Chúa ơi, con cầu nguyện cho chị Chúa ơi, chị mong muốn có một căn nhà để ở, một nơi để một nơi trốn mà được Ngài chọn lựa, Chúa ơi, Ngài mong muốn được một nơi mà Ngài đặt để gia đình của chị để, trong trong sự tin kính Ngài, chị, Chúa ơi, xin Chúa đặt để cho chị, tập tặng cho chị một căn nhà, Chúa ơi, nơi đó mà chị được thoải mái tự do, nơi đó mà Ngài đặt mà chị có thể thực hiện công việc của Ngài một cách hiệu quả nhất, Chúa ơi. Con cầu nguyện cho anh đợi, xin Chúa động chạm trên anh, Chúa ơi, là chồng của chị, Chúa ơi, hai vợ chồng được kết hiệp thành một trong tình yêu của Ngài, Chúa ơi, vợ chồng được thuận hòa trong việc làm tất cả những giấy tờ để hòa thuận nhau, để cùng nhau, Chúa ơi, phát triển công việc của Ngài, Chúa ơi, con tin rằng Chúa ơi, Ngài đang có chương trình tốt nhất trên đời sống của chị Thủy, Chúa ơi, Ngài mong muốn và Ngài con tin rằng Ngài đã đồng chạm chị mà cho chị có mong muốn đó để được tìm đến nơi chỗ mà chị sẽ gặp được công việc mà Chúa đặt để tốt nhất, Chúa ơi, con cho các đặc biệt con cầu nguyện cho mục sư của chúng con, Chúa ơi, mục sư của chúng con hôm nay không thấy vào nhóm, nhưng con chúng con biết rằng Chúa ơi, mục sư của chúng con không vào nhóm là có việc của mục sư, Chúa ơi, và chúng con không biết là công việc của mục sư là gì, thì và không biết những mong muốn của mục sư của chúng con là gì, nhưng mà mục sư của chúng con có nan đề về giấy tờ để đi thực hiện công việc của Chúa cho khắp thế giới này, Chúa ơi, trong đó nơi mà mục sư, bàn chân của mục sư của chúng con muốn hướng tới là đất nước Mỹ, thì Chúa ơi, xin Chúa làm, xin Chúa có nhận những lời cầu nguyện của chúng con để cho mục sư được nhận biết được đường lối của Chúa rộng lớn hơn trong việc làm giấy tờ đi lại, Chúa ơi, cảm tạ ơn Chúa, con tin rằng Chúa đang làm giấy tờ cho mục sư, để cho Chúa đang sắm sẵn cho mục sư những điều tốt lành nhất, con cầu nguyện cho xin cho mục sư và gia đình của mục sư nữa, Chúa ơi, chúng con cầu nguyện cho những người thân yêu của mục sư, Chúa ơi, gia đình của mục sư, Chúa ơi, được đón nhận những điều tốt nhất từ nơi Ngài trên mục sư, cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều, Chúa ơi, con cũng cầu nguyện cho vợ của mục sư nữa, Chúa ơi, xin cho xin Chúa động chạm trên tấm lòng của chị được nhận những điều tốt đẹp nhất mà từ nơi Chúa đã ban trên mục sư, cảm tạ ơn Chúa, ngợi khen Ngài, hallelujah. Ôi Chúa ơi, con cầu nguyện cho chính bản thân con và gia đình con nữa, Chúa ơi, xin Chúa mở cho con sự khôn ngoan, thông sáng, hiểu biết, kính sợ Ngài trong việc ngồi học, ngồi lắng nghe đúng tư thế
đúng vị trí Chúa ơi một cách hiệu quả tốt nhất. Và xin Chúa cho con làm trong các việc làm đều nhận biết Ngài. Xin Chúa ban phước trên đời sống của mẹ con Chúa ơi. Mẹ con có tấm lòng khôn ngoan, càng thêm hơn nữa Chúa ơi mà lắng nghe lời của Ngài. Và Chúa ơi, những mẹ con cũng được lắng nghe rất là những nhiều lời khôn ngoan. Mẹ con không có nhớ được thì xin Chúa mở sự khôn ngoan trên tấm lòng của mẹ con, trên đôi tai của mẹ con. Khi mà tất cả những chương trình mà con được bật lên, mẹ con được nghe đó đều được thấm nhuần vào những chương trình lẽ thật tình yêu của Ngài đó được vào trong đời sống của mẹ con cùng em gái của chúng con. Con cầu nguyện cho gia đình của hai em gái của chúng con. Chúa ơi, xin Chúa hành động trên hai em gái của chúng con. Chúa ơi, thì hai em gái của chúng con không có quan tâm đến mẹ mà không quan tâm đến anh nhiều. Khi điện đến thì chỉ có như lừa dối nó gây đè nặng lên trên, không biết rằng ô tình yêu thương có thể phá sạch bao nhiêu vô số tội. Chúa ơi, hallelujah, con cầu nguyện cho em gái của chúng con được khôn ngoan thêm hơn nữa, được đón nhận ân điển của Ngài, tình yêu của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa, hallelujah, con ngợi khen Ngài. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa yêu mến lắm, con cầu nguyện cho anh Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Amen. Hallelujah. Alo, tạm Chúa, xin lỗi chị em nhé. Hôm nay đang trên đường đi vậy, internet lại hết, đang làm. Cảm ơn Chúa. Yeah. Vâng. Chào. 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 Và là Đức Chúa Trời là Cha yêu dấu của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài và yêu chúng con, kêu gọi chúng con đến với Cha trong ngày hôm nay. Chúng con cùng nhau ca ngợi và chúc tụng ngợi khen Cha. Chúng con dâng lên Cha những lời cầu nguyện của chúng con, những nhu cầu của chúng con trong ngày hôm nay. Ôi Cha ơi, Ta rất là giàu sang phú quý. Cha có đủ thứ mọi mặt cho chúng con, cung cấp cho chúng con những nhu cầu của chúng con. Chúng con cần thiết những nhu cầu của chúng con. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Ngài yêu chúng con, Ngài cho chúng con tất cả. Cha biết chúng con là bậc cha mẹ, chúng con là kẻ xấu mà chúng con còn biết cho con cái của chúng con biết của tốt của lành. Không chỉ là Cha là đứng ngự trên trời, Cha kêu gọi chúng con, Cha làm cho chúng con làm con của Ngài. Cha cho chúng con còn hơn những thứ mà Chúa chúng con cầu xin Cha nữa. Ơi, con cảm ơn Cha, con tin rằng Cha cho chúng con tất cả những gì chúng con đang cần thiết. Ôi Cha ơi, con cảm ơn Ngài. Cha thỏa mãn mọi nhu cầu cho chúng con một cách tuyệt vời theo sự giàu sang của Cha trong đấng Christ Jesus. Còn Cha, chúng con ở trong Ngài, chúng con có đủ thứ. Ôi Chúa ơi, nhưng chúng con, Cha biết chúng con đang cần những nhu cầu này, những nhu cầu của chúng con rất là nhỏ bé, Chúa ơi. Nhu cầu chúng con cũng liên quan đến nước trời, Chúa ơi, chúng con cần đến tất cả những gì chúng con có đây. Con tin rằng Chúa, Cha đã xem, Cha đã cung cấp, Cha sẽ cung cấp cho chúng con. Ôi Chúa ơi, chúng con cho giáo sư của chúng con về giấy tờ này, cho con cái của chúng con và của Hoài Hương, của em Thủy đều cùng một nhu cầu là chúng con cái của chúng con nhận biết Chúa. Chúa ơi, bất cứ hình thức nào, Chúa ơi, xin Chúa cho Cúc Nhi trong tấm lòng của người mẹ, không muốn Cúc Nhi ở trong cái dòng bà sơ đó, nhưng Chúa muốn có cách của Ngài. Chúa ơi, Chúa sẽ kêu gọi Cúc Nhi ra khỏi đó bất cứ hình thức nào, trong giờ nào, ngày nào Chúa muốn. Chúa ơi, còn cảm ơn Ngài. Chúng con cầu xin cho em Hiến, cho anh Hậu, ngày hôm nay là ngày Chúa đã sinh ra cho anh Hậu ngày 911. Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Con tin rằng Chúa sẽ đặt chương trình của Ngài trên anh Hậu nữa, Chúa ơi. Con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện cho nhu cầu của em Hiến về sức khỏe của em, trong xương cốt của em. Con tin rằng Chúa sẽ cho xương cốt của em được cứng cáp hơn và có tấm lòng yêu mến Chúa. Chúa ơi, xin Chúa
con cầu cho dâng lên Chúa cho em Nam. Em Nam đã cầu nguyện cho người bạn, người bố đang bị đau lá phổi. Con tin rằng Chúa sẽ chữa lành cho ông và Chúa sẽ đặt lá phổi của ngài vào trong ông để ông được lành bệnh. Rồi Chúa chữa đạm vào ông trong lúc này. Cảm ơn Chúa. Con cũng cầu nguyện cho em Ánh, ô Chúa ơi, con tin rằng Chúa có cách của ngài. Chúa sẽ cảm động em Ánh để em Ánh quay về tiếp tục cùng học với chúng con nữa, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa. Còn cầu nguyện cho em Thủy, gia đình em Thủy, trong gia đình có nơi trốn chính thức, Chúa ơi. Chúa có cách của ngài. Chúa đặt gia đình em Thủy trong chương trình của ngài, nên là cho chồng của em là Phương. Con tin rằng Chúa sẽ tỏ bày cho Phương trong qua đời sống của em, Chúa ơi. Con cảm ơn Chúa cho gia đình của con nữa, Chúa ơi. Con khao khát ngài chữa lành cho con cái của chúng con, cho nhất là cho con gái của chúng con ra khỏi những trong cái Sodom và sự Gomorra đó, để con gái con được giải thoát khỏi cái bệnh đó, Chúa ơi. Con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn ngài. Con cũng dâng lên Chúa tất cả những nhu cầu của chúng anh chị em chúng con, cho chị bé, cho gia đình chị bé nữa, Chúa, cho tất cả mọi người chúng con đều những tài chánh. Chúng con cần đến những tài chánh đó, để chúng con cùng những tài chánh đó để mở mang nước trời. Chúng con dùng những tài chánh đó để làm việc cho nước trời nữa, Chúa ơi. Chúng con không có xin những gì mà hơn những cái đó. Chúng con không cần xin những gì mà giàu sang ở trên thế gian này. Chúng con cần đến nhu cầu nhỏ bé để chúng con dùng những thứ đó để lo việc nước trời. Con cảm ơn Chúa cho anh chị em chúng con trong buổi tối hôm nay, ngày buổi sáng hôm nay, để Chúa chúng con cùng nhau dâng lên Chúa với tấm lòng của chúng con. Con tin rằng Chúa sẽ cung cấp hết tất cả những gì chúng con cần. Ôi Chúa, chỉ chúng con trung thành, trung tín với Đức Chúa Jesus Christ, con của Cha. Ôi Chúa ơi, Cha đã thỏa mãn cho chúng con. Cha không tiếc một con một của ngài, được chính Chúa Jesus Christ đã cho chúng con hết thảy. Thì chúng con tin vào Chúa Giêsu, chúng con có hết thảy những gì chúng con còn cần, Chúa ơi. Con cảm ơn Chúa. Chúng con bám chặt lấy Chúa, chúng cậy vào Chúa trong lúc này. Chúng con tin rằng Chúa sẽ đổ tràn đầy tình yêu của ngài trên chúng con. Là Chúa Thánh Linh, có Chúa Thánh Linh dẫn dắt chúng con, để chúng con được vững mạnh tin vào Chúa. Cho dù chúng con chưa nhận được những thứ mà chúng con đang cần, nhưng chúng con vẫn tiếp tục tin vào ngài. Chúng con trông cậy vào ngài, chúng con sẽ lãnh được những gì mà chúng con xin. Chúng con tin thì chúng con sẽ được như ý. Ôi, con cảm ơn Cha. Xin Cha chúc phước cho anh chị em chúng con trong ngày hôm nay, tràn ngập tình yêu của ngài. Cảm ơn Cha và ngợi bên Cha. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Còn ai chưa cầu nguyện chị em? Dạ. Bé cầu nguyện. Cầu nguyện. Ôi lạy Cha là Đức Chúa Trời yêu dấu của chúng con. Ôi trời, con cảm tạ lời không Cha. Một ngày Cha lại cho chúng con được bình an trong ngày. Con cảm ơn Cha. Mọi nhu cầu của chúng con trong đời sống của chúng con, Cha đều biết. Về đời của chúng con mỗi ngày, yêu mến Cha, chúc tụng lời khen danh thánh của ngài. Ôi trời ơi, ngài là Đức Chúa Trời ghê tởm sinh tế của kẻ ác, nhưng ngài vui thích lời cầu nguyện của người nghe thánh. Ngài là Đức Chúa Trời ghê tởm đường lối kẻ ác, nhưng ngài yêu mến người đeo đuổi sự công chính. Và cảm ơn Cha, Cha đã cho chúng con một ngày trong đời sống của chúng con. Con được cùng qua Đức Thánh Linh của ngài nuôi dưỡng đời sống tâm linh chúng con, để chúng con luôn mạnh mẽ trong ngài. Về đây mỗi nhu cầu chúng con giải bày cùng Cha. Con biết mà đã biết tất cả. Chúng con được giải bày với Cha. Cảm ơn Cha, ngài đã yêu chúng con. Giờ đây xin Chúa, xin Cha cũng cho
gia đình của anh Hậu và Hương. À, cũng cảm ơn cha ngày hôm nay là ngày birthday của anh Hậu. Và con xin Chúa hãy ban thánh linh cùng ngài soi lòng mở trí mở tâm linh để anh Hậu mỗi ngày mỗi đón nhận và nghe lời của cha, đọc lời của cha và nghe những bài giảng của giáo sư để mỗi ngày anh Hậu được thêm yêu mến cha. Con cảm ơn cha và con tin rằng cha luôn ban phúc cho những ai yêu mến ngài. Con cũng cầu nguyện cho con gái của Hoài Hương là Phúc Nhi ra khỏi nhà lòng lần đời và Babylon. Xin cha cũng lôi kéo Phúc Nhi khi cha muốn thì cha cũng lôi kéo anh. Con cũng cầu xin cho em Hiến, xin cha hãy cho em Hiến mạnh mẽ, khỏe mạnh, không còn đau lưng nữa. Con cũng cầu nguyện cho bà của em Nam, xin Chúa là đứng chữa lành, xin Chúa chữa lành cho bà của Nam được sớm bình phục. Con cũng cầu nguyện cho nhu cầu của gia đình em Thủy, nơi chỗ ở và các con cái của em Thủy nữa. Con cũng cầu nguyện cho gia đình của chị Hứa, gia đình của em Trang, gia đình của Mục Sư Dũng, cũng như của gia đình của thầy Hùng, tất cả giờ đều trong nằm trong chương trình của ngài, trong bàn tay của ngài, là luôn chăm sóc cho từng người trong chúng con. Con cũng cầu nguyện cho công việc tiếp của giáo sư Cường nữa. Xin cha hãy ban thần của ngài và cho giáo sư được qua thần linh ngài hướng dẫn giáo sư được ngồi viết lá thư theo ý của ngài. Con cũng cầu xin cho gia đình chúng con, cho con cái của chúng con biết yêu mến ngài, nhận biết ngài và sống trong tình yêu thương của ngài. Con cũng cảm ơn Chúa, xin Chúa hãy ban cho em Ánh được nhận viết và trở về cùng với anh chị em chúng con. Mỗi ngày chúng con được gặp nhau qua thông công, qua cầu nguyện, qua học hỏi. Em Ánh được thông công cùng với chúng con để chúng con có giờ tương giao và chúc tụng với khen cha nữa. Chúa ơi, mình tin rằng mọi công việc, mọi nhu cầu của từng anh chị em chúng con đã giải bày cùng cha. Con tin rằng cha là đứng giàu sang, cha luôn ban phát cho những ai yêu mến ngài qua những nhu cầu chúng con. Con tin rằng cha vui lòng tất cả mọi việc trong chương trình của ngài. Con cảm tạ ngợi khen cha cho chúng con yêu mến ngài qua những bài học này để chúng con trở nên thánh khiết trước mặt ngài. Con cảm tạ ngợi khen trong danh Jesus Christ. Amen. Amen. Ô cái lời Chúa đã chờ con sợ ô cảm ngài rất nhiều vì ô ngài ở cùng chúng con, ô ngài hướng dẫn chúng con, ô ngài tất cả mọi thứ mà ngài cho nó xảy ra trên đời sống con, cho gia đình của con, trong con các mối quan hệ của con, cho những người thân của chúng con, ô cho công việc của con, ô đều nằm trong tay ngài sa. Ô cầu xin ngài giúp đỡ con để cho ô qua tất cả những gì mà chúng con trải qua sa. Ô qua tất cả những vấn đề gì mà chúng con đối diện sa, ô chúng con đều tìm gọi là chúng con đều để ngài trước sa. Ô chúng con đều tìm kiếm ý muốn của ngài sa, ô đều tìm kiếm ô sự dạy dỗ của ngài sa, ô đều nhìn thấy được bản chất của ngài trong đó sa. Ô cầu xin ngài giúp con sa. Ô để chúng con ô không dựa vào sức riêng của bản thân mình sa, ô không dựa vào sự khôn ngoan riêng của mình sa, ô không dựa vào những suy sắc về những cái điều đang xảy ra sa, ô nhưng mà chúng con ô nương dựa tuyệt đối vào ngài sa. Ô chúng con nhìn thấy được ô cha chúng con đang làm như thế nào sa, ô và chúng con biết được những ý tưởng của ngài sa và chúng con hành động theo những điều đó sa. Ô chúng con không gọi là bị kéo theo bởi bất cứ điều gì trong thế gian này sa, ô nhưng mà chúng con chỉ kéo theo ngài thôi sa. Ô chúng con đi vâng theo ngài, bước đi theo những gì mà ngài dẫn dắt chúng con mỗi ngày sa. Ô cảm ngài rất nhiều Chúa con, ô cảm ngài rất nhiều vì ngài bày tỏ chúng con biết rằng ô trong xác thịt chúng con sa, ô trong cái còn trong thế gian này sa, ô thì chúng con
cũng sẽ gọi là phải đối diện với nhiều điều chà. Ô chúng con nói chúng con gọi là chúng con lỡ sai lầm nào đó, ô chúng con lỡ phạm một điều gì đó với ngài, ô chà, ô là chúng con có thể ô bị gọi là bị vấp ngã rồi, chúng con có thể bị gọi là bị phải nhận lấy những hậu quả của nó, và ô chúng con từ điều đó mà chúng con thấy được ô bản thân của chúng con cũng cơ gọi là cần nương dựa vào ngài nhiều nào, ô bản thân của chúng con ô cần phải sức này giúp chúng con nhiều nào, ô bản thân chúng con còn gọi là yếu mọn như nào, ô khi mà chúng con biết như vậy, ô để chúng con hạ mình xuống trà, ô để không có một cái điều gì bên trong con, ô muốn gọi là sức riêng của mình, muốn trông trả riêng của mình theo sự không ngon riêng của mình, trà ô nhưng mà chúng con, ô chúng con đều tìm kiếm ngài, trà ô để ngài hướng dẫn chúng con, để ngài làm việc trên đời sống con, và chúng con luôn biết là trà ô đời sống con đây, ô chúng con không còn gọi là ô một đời sống cũ kỹ nữa, trà ô chúng con không còn sống với một cuộc sống cũ nữa, trà ô chúng con không có điều gì gọi là cũ kỹ trong đời sống con nữa, trà ô chúng con để bước đi theo những điều mới của ngài, trà ô bước đi theo những khải tượng khải thị mới của ngài, trà ô và chúng con sống một phong chiến thắng, trà ô chúng con nhìn thấy được ô những cái điều mà Chúa sẽ làm và tiếp tục làm, trà ô trên đời sống con, ô để chúng con đi từ gọi là từ chiến thắng này đến chiến thắng khác, chúng con đi từ ô nơi này đến nơi khác, ô để đem cái sự giảng dạy của ngài, để đem cái tinh lành của ngài cho phép thế gian này, chào ôn cả ngài rất nhiều Chúa con, ô xin ngài giúp đỡ con, hãy cùng với tất cả ô anh chị em con, chào ô trong tất cả những cái mối quan hệ của con, trong tất cả những cái vấn đề về gia đình, về con cái, về tài chính, ô về công việc, chào ô về những người mà chúng con, ô chúng con đang gọi là cư mang trong cái sự gọi là cầu thai họ, cha ô xin ngài giúp đỡ con, cha ô để cho chúng con ô không chỉ gọi là chúng con, ô chúng con chỉ gọi là nhìn vào những điều đó, chúng con chỉ gọi là muốn gọi là giải quyết những điều đó, cha ô nhưng mà chúng con, ô chúng con cần phải thấy được ô ngài đang hành động, cha ô để chúng con biết rằng ô chúng con không có gọi là không có điều gì mà chúng con gọi là ô chúng con gọi là chỉ chúng con nói ra sao, nhưng mà ô chính Chúa ngài nhìn thấy được điều đó, ngài muốn chúng con làm việc gì đó, ngài muốn chúng con hành động điều gì đó qua những cái công việc, qua những cái mối quan hệ đó sao, ô để chúng con thấy được ô Chúa đang đồng hành cùng chúng con, chào ô không có điều gì mà ngài không biết hết, chào ô tất cả những điều mà nó chưa xảy ra và sẽ xảy ra ngài đã biết hết rồi, chào ô ngài đã biết hết, chào ô nên chúng con cần phải gọi là ô nhìn được theo cách của ngài, chào ô nếu không, chào ô chúng con chỉ gọi là chỉ nếu nhìn vào trong cái vấn đề đó thôi mà thiếu mất cái sự bày tỏ của ngài thì ô chúng con thật sự chúng con sẽ không thấy được cái sự quyền năng của ngài trong đó, chào ô nên xin ngài giúp con hôn cả ngài, ô cho qua tất cả nhiều điều trong đời sống con, chờ ô ngày dạy dỗ chúng con, ngày cho chúng con, ô ngày biến những cái điều gọi là những cái điều vấp ngã của chúng con để làm ích lợi cho vương quốc của ngài, chờ ô ngày biến những điều mà chúng con đã gọi là chúng con đã sai lầm, ô để ích lợi cho chính ô anh chị em con, ích lợi cho chính chúng con và ích lợi cho chính ô vương quốc của Chúa, ô cả ngày rất nhiều Chúa con, ô xin ngài hãy đặt để ô lời của ngài trên môi miệng của chúng con, chơi ô để chúng con ô tất cả những gì chúng con nói, ô chúng con đều nhìn thấy được đấng mà chúng con đang tôn thờ hành động và chúng con hành động theo trà, ô cảm ngài rất nhiều Chúa con, ô không dân tất cả những năng đề mà tất cả những anh chị em con đã nêu ra trà, ô lên cho ngài trà, ô và con biết rằng chơi ô ngài là đấng mà đã gọi là ô ngài sẽ làm chỗ hơn điều chúng con cầu xin trà, ô ngài không chỉ ô ngài không chỉ giải quyết những điều mà chúng con đang gọi là đối diện mà ngài còn ban cho con, ô thấy được những điều lớn lao hơn, chà ôi mà ban cho con những phần thưởng mà chúng con sẽ nhận được, ô khi mà chúng con vượt qua được những cái vấn đề trong đời sống của mình, chà ô ngài còn ban cho con, ô nhìn thấy được ô chính ngài, chà bản chất của ngài, chà nhìn thấy được ô cái cơ nghiệp mà chúng con cần phải ô đến, chà ô những cái vấn đề mà chúng con sẽ giải quyết, chà ô trong cái cơ nghiệp của mình, chà trong cái miền đất hứa mà ngài sẽ ban cho con, chà ô cũng không biết rằng ô mỗi ngày ngài đều rèn luyện chúng con, chà qua những vấn đề nhỏ đến vấn đề khó, chà ô ngài dạy dỗ con, ô ngài gọi là ngài quan phòng từng chi tiết nhỏ, chà ô vì vậy ngài nói ô trong những việc khó thì ta sẽ ban cho người những việc lớn, chà ô ngài ngài gọi là ngài cân nhắc mọi thứ, chà ô ngài cân nhắc mọi thứ mọi chi tiết, chà ô cảm ngài rất nhiều Chúa con, ô cảm ngài rất nhiều, chà ô chúng con, ô chúng con nương dựa hoàn toàn vào ngài, chà ô chúng con tin tưởng vào đấng quản trị quyền năng ô tuyệt vời Đức Chúa Trời của con, chà
Ôi, để chúng con mỗi ngày, ôi chúng con đều biết ơn điều đó, Chúa. Ôi chúng con đều ngợi khen về điều đó, Chúa. Ôi và chúng con sống với một đời sống, ôi đắc thắng một đời sống mà một với một vị trí gọi là người ở ở trên cao, Chúa. Ôi chúng con phải là người gọi là bị dưới bất cứ điều gì hết, Chúa. Ôi chúng con chỉ dưới mình Chúa, Chúa. Chúng con tranh tất cả mọi nan đề, mọi công việc, mọi con người, cha. Ô, con tranh cả ô cái con người cũ của chúng con, cha. Ô, nó sẽ không còn gọi là giày xé chúng con hay là muốn ô nổi lên chống lại chúng con, cha. Ô, nó sẽ không bao giờ làm được như vậy, cha. Ô, nó sẽ bị chúng con giẫm đạp, cha. Ô, con người cũ của Babylon, cha. Ô, và tất cả những con người cũ khác, cha. Ô, chúng con sẽ giẫm đạp dưới chân, cha. Ô, và đem ô hình ảnh của Chúa đến cho nhiều người khác. Ô, chính cái đời sống con và cho ô những anh chị em con và những cơ nghiệp của con, cha. Ô, cảm ơn rất nhiều Chúa con. Ô, giao phó tất cả anh chị em con lên cho Ngài và cô cầu nguyện danh Đức Chúa Christ. Amen. 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 Cha ơi, chúng con cảm tạ người khen cha nhiều lắm vì tình thương cao cả của Ngài. Tình yêu của Ngài đã đổ xuống trên từng chị em, anh em của chúng con đây. Cha ơi, thần của Ngài đổ xuống trên người thầy giáo của chúng con đây để cho những ngày tháng mà chúng con ngồi với Ngài cùng với anh chị em của chúng con vào trong những giờ những cái giờ mà hẹn hò cùng với Ngài để cho chúng con tỏ bày hết tất cả những điều mà ở trong lòng của chúng con. Cha ơi, ngày hôm nay chúng con tỏ bày tấm lòng của chúng con giải bày cái tấm lòng của chúng con ra trước mặt Ngài. Cha ơi, chúng con đến với ý Ngài bởi sự trần trụi của chúng con, để chúng con chẳng còn gì nữa, chỉ đến với Ngài với cái sự trần trụi của chúng con để Ngài mặc cho chúng con áo sống của Ngài. Cha ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha. Cha đã trang bị cho chúng con chiếc áo sống đó chính là Chúa Giêsu, để chúng con mặc vào Ngài, mặc Chúa Giêsu vào, chúng con mặc được bản chất của Ngài, mặc được bản tính của Ngài. Ôi, bản tính đầy tình yêu thương, một bản tính đầy thánh khiết, một bản tính đầy đầy sự công chính của Cha ơi, để của anh chị em của chúng con ở náu đánh đồng với Chúa Giêsu, được nên một với Chúa Giêsu, được nên đồng hình dạng Chúa Giêsu. Con yêu Chúa Giêsu ôm Ngài, Cha ơi, trong Chúa Giêsu chúng con được ẩn náu, chúng con được bản tính của Ngài. Đó là tình yêu sao mà Cha dành cho chúng con từ khởi đầu trong chương này, là Cha muốn cho mỗi con người, những người tin cậy Ngài, những người tiếp nhận Ngài được trở nên đồng hình dạng với Ngài, trở nên giống Chúa, để cùng quản trị biết bao nhiêu điều cao cả từ trời mà Ngài muốn ban cho chúng con, để mà chúng con quản trị trong những công việc đó. Cha ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha. Cha đã cứu chúng con, đời sống của chúng con Cha đã làm mới lại, tâm linh của chúng con sinh lại chúng con ra, để chúng con được linh hồn sống của chúng con, và chúng con có một thân thể ở đây, thân thể của chúng con. Chúng con biết được rằng chúng nó chỉ làm việc bởi vì nghe theo người mới thôi. Ơi, chúng con biết bóc tách ra những con người cũ, những việc làm mà chống đối Ngài, con người Babylon, con người mà luôn chống đối với Ngài. Chúng con biết bóc tách nó ra, Cha ơi, bởi quyền năng mà Ngài ban cho chúng con, bởi ân điển của Ngài, con nơi thánh linh của Ngài. Cha ơi, con cảm tạ ngợi khen Ngài. Ngài đã trang bị thật là tỉ mỉ kỹ lưỡng cho từng anh chị em của chúng con trên bước đường nên thánh này. Cha ơi, những công cụ mà Cha ban cho chúng con là thánh linh của Ngài, thì Cha ơi, trong sự cầu nguyện thiết tha với Ngài, giờ chúng con được đồng với Ngài, Cha ơi, cả điều đó đều là và chính lời quyền năng của Ngài nữa, để mà là những công cụ mà để Cha cho chúng con được nên thánh. Đường hôm nay cầu nguyện cho nhu cầu của các anh chị của chúng con đội đặc nhiệm này, đi tiên chúng con Ngài luôn sống động trong đời sống của anh chị em của chúng con, để chúng con nhận ra qua nhan đề này, cầu này, thì chúng con sẽ những món quà qua cái nhan đề ẩn náu một và thật lớn lao của con, và cho chúng con biết chúng con là những thứ trưởng thành cho
trong chúng con biết bóc tách ra những cái sự việc mà gửi đến cho chúng con. Trong những nan đề này, con cũng nhìn xuyên suốt qua những nan đề này để chúng con biết được ý chỉ của Ngài muốn chúng con điều gì, cha ơi, để mà chúng con làm theo. Chúng con không phải nài xin để giải quyết nan đề, bởi vì cha đã biết thừa những điều đó của những nhu cầu của con rồi. Chúng con cảm tạ tình yêu thương của Ngài, con chỉ dạy hết cả những đời sống của anh chị em của chúng con đây. Cha ơi, con cảm tạ tình thương yêu của Ngài, Ngài độ thần của Ngài, thì thần hiểu biết, thần thương, kính sợ. Điều mà cha ban, nhà cha truyền mệnh lệnh, truyền ban cho các em trong ân điển này, các em thi hành trong cái ơn mà cha ban cho, các em sẽ học hành thật là tốt trong cái công việc này. Ơi, trên bước đường lên thánh này, cha chính Chúa Giêsu ơi, xin Ngài chạm vào lưng của em Hiến, để em Hiến có một cơ thể mạnh khỏe, để em và ý của em cũng được thần của Ngài đổ xuống mà được mạnh khỏe, để mà trong công việc học hành, cha. Và em Nam cũng vậy, được cha ơi, thần của chuẩn bị em một công nghiệp lớn lao để em chọn, không chọn phần tốt. Em ạ, cha ơi, con cảm tạ gửi khen cha đồng hành bước đường vào cuộc thần của Ngài, đừng an cáo trách và giữ chị bé bước đường theo Chúa Giêsu, và thần của Ngài trên em Trang, trong đời sống của em Trang, bận rộn của em Trang, nhưng em vẫn được sự soi sáng của Ngài để được truyền cho Ngài trong công việc học hành và công việc những bài vở thiên thánh này, chắc chẳng được để anh chị em, con cũng như em Trang, để mà bước vào vương quốc ngàn năm của Ngài. Cha ơi, đó là phần tốt con, chúng con nhìn thấy điều đó và chúng con thi hành hướng sống, hướng về thượng dân. Con đừng chú tâm điều hạ Ngài ơi, cha cũng ở bên đại sư Dũng trong công việc định, và tin nói bất hoàn cảnh và là những nơi đứng ở phiên tòa, thì người đẩy vào nơi Ngài vì không biết nói, chính thánh linh của Ngài sẽ mở môi miệng cho mục sư Dũng biết nói gì. Cha ơi, chúng con cảm tạ tình thương yêu của Ngài đã dành cho chúng con, và chúng con cầu nguyện cho gia đình Trung Chi, con về phần này có tấm lòng biết sợ Ngài, cha, và cũng như con cái và hôn nhân nơi của em nữa, đã những con sẵn mặt Ngài, Ngài thấu những mong của chúng con, mà Ngài còn làm cho chúng con gấp trăm ngàn điều mà chúng con cầu xin hay tới nữa. Đó là điều mà cha trao cho những con cái của Ngài trung tín bước theo Ngài. Cha ơi, chúng cần được sự trung tín, ơn trung tín đó để cho chúng con được trung tín bước theo Ngài tới cùng. Và chúng con cũng dâng đời sống của các thái của chúng con cho Ngài. Cha ơi, chúng con nợ tin Ngài sẽ đổ xuống con cái của chúng, từng anh chị em gia đình của chúng con, gia đình con cái của em Trang, Thủy, Ý, con cái của chị, con cái em Thủy, Ý và con cái của chúng con, bởi vì hứa vào những kỳ cuối cùng này, thần trên tôi, đứa nữ trên con trai ngươi, để đến lúc đó không còn ai dạy chúng biết Chúa nữa, nhưng sẽ dạy cho chúng quay về với Ngài. Cha ơi, cha cất tấm
và trái tim. Cho chúng bằng trái tim, bằng thịt, cho chúng kính sợ Ngài. Ôi, chúng con dâng khúc nhi Ilya rằng bởi vì lời của Chúa nói rằng Babylon nó sụp đổ rồi, nơi đó con cái con ở đâu, cha ơi, con chắc rằng cha và con sẽ ra khi bố và những lời hơn nữa là cha lấy đó ra khỏi để cha sụp đổ Babylon, bởi vì đã sụp đổ rồi, với nơi đó không phải trốn của các con cái chúng con. Cha ơi, con cảm thương yêu đã đổ trên đời sống của chúng con, và con và con cũng cảm tạ ngợi khen cha. Cha đã đặt tấm lòng yêu mến cha vào lòng của người chồng của con là anh Viên đây, để anh đã có tấm lòng biết kính sợ Ngài, khao khát lời Ngài và sống đường lối của Ngài. Và chúng con cảm tạ Ngài đã anh ra trên đời này để mà cha đã để cho đời sống hôn nhân của chúng con. Cha ơi, đó là từng anh chị em của chúng con đây, cha đã từ trước con sống thực hiện công trình đẹp bằng tình thương yêu Ngài đã dành cho con trong gia đình. Con cảm tạ Chúa đã yêu thương chúng con và đã dạy con bậc thánh linh của Ngài, yêu của Ngài cho chúng con và lối một nơi Ngài từ thánh linh của Ngài qua thầy giáo. Cha chúc lành và chúc phúc con những bước Chúa Giêsu Ngài tỏ con theo con đâu thì có cha ơi, rồi chúng con cũng được hưởng cũng mà ông có được là sứ đồ tiên tri đó này, thì cha đó là đi con cùng với con này để cho chúng con nó được thật này và mở tấm lòng trí của chúng con ra và thần của mình để môi miệng thầy giáo tấm lòng giáo được công bố lời của Ngài, công bố lời để phạt cả những tuồng lũy của Satan, để chúng con hợp lòng với để cùng nhau trận trong hôm nay một đội quân mà Ngài đã dựng con đạt được tích nghiệp con đến Ngài và cơ nghiệp mà Ngài muốn cho chúng đạt được về chúng thì nữa nước dân nước hồn cả con cả. Amen. 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 Chị bé có quyền không chị bé ơi? Còn ai nữa không ạ? Alo. Chắc chị bé không quyền. Chị bé như đang đi xe buýt không biết không? Alo mục sư. Chủ nhật đấy. Alo đó chị, một là chị cầu nguyện. Mục sư có nghe rõ không? Chào có. Nghe được chị. Đang dùng tai nghe, đang làm nhưng mà dùng tai nghe chạy ra cầu nguyện ở đó. Kính lạy Đức Chúa Trời. Kính lạy Đức Chúa Trời, Ngài là Chúa, Ngài là Cha của chúng con dâng lên Ngài một ngày mới.
chúng con ở trong nơi của Ngài, và xin Ngài đặt để trong môi miệng, trong tâm lòng của chúng con những lời cầu nguyện theo ý chí của Ngài. Chơi trong cuộc sống của chúng con, mỗi gia đình của chúng con đều có những năng đề khác nhau, đều có những nhu cầu khác nhau. Chúng con muốn dâng lên hết cho Ngài. Xin Ngài chỉ dạy cho chúng con để qua cái cuộc sống của chúng con, qua năng đề của chúng con để chúng con rút ra được bài học. Và xin Ngài hãy chỉ cho chúng con để chúng con làm như thế nào để chúng con vượt qua và lấy những cái bài học ra trong năng đề của chúng con, để Ngài mỗi ngày chúng con được học hỏi và kinh nghiệm và đi trong sự sáng của Ngài, đi trong sự mới mẻ, sự chỉ dạy của Ngài. Cha ơi, mỗi cuộc sống của chúng con, mỗi năng đề là một bài học cho chúng con. Mỗi năng đề của chúng con được giải quyết thì chúng con được sự khôn ngoan thông sáng hơn. Mỗi vấn đề của chúng con được giải quyết thì chúng con được mở mắt tâm linh ở trong sự chỉ dạy của Ngài hơn. Xin Ngài giúp đỡ cho chúng con để chúng con biết rằng mọi việc trong cuộc sống này chúng con luôn luôn có Ngài, và chúng con luôn luôn tin tưởng ở nơi Ngài. Giúp đỡ cho chúng con để chúng con biết rằng chỉ Đức Chúa Trời là Đấng thể trị hoàn toàn, và chúng con không sợ hãi bất cứ một năng đề nào. Chúng con điều gì cũng dâng lên hết cho Ngài. Cha ơi, con dâng hết con cái của con, gia đình người thân của chúng con lên cho Ngài. Bởi vì nếu ở trong Ngài thì chúng con được bình an, nếu ở trong Ngài thì chúng con không sợ sệt. Chúng con tin cậy ở nơi Ngài. Chúa ơi, trong danh Chúa Jesus Christ, con cũng không biết mọi năng đề của anh chị em của chúng con như thế nào, nhưng chúng con cũng chúc phước cho anh chị em của chúng con qua các năng đề cuộc sống của gia đình, của tư nhiên, của riêng tư của anh chị em của chúng con, mà qua đó anh chị em của chúng con cần nhận biết được Chúa hơn, nhận biết được sự chỉ dạy của Chúa hơn, và chúng con được bình an hơn khi chúng con tin tưởng ở nơi Ngài. Trời ơi, cảm ơn Ngài cũng chúc phước cho cuộc sống của con Nguyễn Mạnh Cường. Xin Ngài cũng cho một sự của con trong chuyện tình cảm, chuyện hôn nhân, chuyện cuộc sống, chuyện hầu việc Chúa, tất cả mọi điều gì mà mục sư chúng con cần phải làm thì Chúa ơi, xin Ngài là Đấng dẫn dắt đưa đường ở trên giấy tờ của mục sư của chúng con. Xin Ngài tạo điều kiện cho cái nơi nào mà Chúa dẫn dắt mục sư của chúng con đến để hầu việc Chúa, thì nơi đó Ngài cho những sự sắm sẵn cho mục sư của chúng con, và Ngài cũng chúc phước lên anh chị em của chúng con ở bên Mỹ để anh chị em của chúng con có nhu cầu để giúp đỡ cho mục sư của chúng con sang bên đó để đem vương quốc của nước Đức Chúa Trời và lời dạy của Đức Chúa Trời đến trên các anh chị em của chúng con, cũng như nói đến trên đất nước Mỹ, những nơi mà Chúa có thể sử dụng mục sư của chúng con đem tin lành nước Đức Chúa Trời ở đó, nơi đó, và Ngài đào tạo các anh chị em của chúng con trong ý chỉ của Ngài để vương quốc của Đức Chúa Trời, tin lành nước Đức Chúa Trời được mở rộng. Khi nào hội thánh trời phương đi đến đâu thì nơi đó vương quốc của Đức Chúa Trời được mở rộng ở nơi đó, bởi vì Ngài đặt để cải tượng này cho mục sư của chúng con trong hội thánh trời phương của chúng con. Xin Ngài cũng mở mang vương quốc hội thánh trời phương của chúng con ở khắp nơi trên thế giới này. Chúa ơi, hallelujah. Chúa ơi, cảm ơn Ngài, con dâng hết mọi sự lên tay quyền năng của Ngài. Chúng con tin cậy ở nơi Ngài, bởi vì chỉ có Ngài là đấng có quyền làm tất cả mọi sự, và mọi quyền phép trên trời dưới đất đều thuộc về Ngài. Con cảm ơn Chúa, con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn anh chị em. Nhận lời của chúng con. Chúa ơi, tạm Chúa Ngài, luôn bao phủ chúng con trong tình yêu của Ngài. Chúa cho đi trong sự sáng của mặt Chúa. Chúa cho giao thông cùng nhau và huyết Chúa Jesus Christ con Ngài thật sạch mọi tội chúng con. Chúa tất thảy những tội của cá nhân chúng con, tội của người nhà, điều chúng con, Chúa tội của những người mà chúng con cầu thay, mà chúng con cũng vác cái tội đó lên trên mình. Chúa Urasak Karabaru, Chúa giao thông cùng nhau cho cầu nguyện thì huyết của con Ngài thật sạch tất thảy mọi tội đó. Chúa chúng ta ơn Ngài. Hallelujah. Trong danh Jesus Christ, chúng con lại gần với Cha. Chúa chúng con lại neo linh hồn ngày kéo chúng con vào nơi chỉ thay Chúa, được vào trong thay mở và sắc Ngài Chúa. Và mỗi ngày chúng con cứ tiếp tục đi trong sức sáng mà Chúa, đi trong sự hiện diện của Ngài Chúa, để cho nhận thức rằng Ngài trong chúng con, trong Ngài Chúa. Ngài không những là Emmanuel Đức Chúa ở cùng chúng con từ đầu, Chúa, nhưng Ngài còn là trong con nữa. Thần của Ngài Chúa biến đổi hoàn toàn chính chúng con, Chúa. Thần của Ngài biến đổi tâm linh chúng con, rồi thần của Ngài cũng biến hóa các tâm trí, cảm xúc và để chỉ tuyệt đối cả ý chí chúng con nữa, Chúa ơi. Thần Ngài cũng đổ trên thân thể anh chết chúng con nữa, Chúa. Ô thần Ngài làm chúng con nên thành trọn vẹn, Chúa. Toàn bộ tâm linh mình còn thân thể, Chúa ơi. Hallelujah. Thần của Ngài cũng làm mạnh hoàn toàn các xương cốt chúng con, Chúa. Ô cảm tạ Chúa, thời chúng yêu Ngài. Ô và nhu cầu lớn nhất của chúng con là được yêu Ngài, Chúa. Ô đã sẵn cả là chúng yêu Ngài, Chúa. Ô chúng yêu Ngài. Trời, nhu cầu chúng con lớn nhất, Chúa, là yêu Ngài, Chúa.
sống Ngài, là mặc lấy hình tượng của Ngài, Chúa, mặc lấy toàn bộ bản chất của Ngài, Chúa, đấy là nhu cầu chúng con, Chúa ơi. Và chúng con biết rằng đó chính là nhu cầu của Ngài đó, Chúa. Nhu cầu của Ngài là để chúng con mặc lấy ảnh tượng của Ngài, Chúa. Vì tất cả những sự này trong thế gian này bị khuất phục với bệ chân Ngài rồi, Chúa. Chỉ có một điều vẫn chưa khuất phục, đó chính là lòng của người, Chúa. Đó cái lưỡi con người, mà lòng đầy dẫy thì miệng nói ra, Chúa ơi. Tất cả điều gì trong miệng người nói ra đó do lòng con người, Chúa. Vì Ngài biết lòng người là xấu xa độc ác thế nào, Chúa ơi. Bởi vì nhu cầu của Ngài đó chính là được mỗi người được mặc cái hình tượng của Ngài, Chúa, mặc cái bản chất của Ngài, Chúa ơi. Đã giải cả chúng ta ơn Cha, vì Ngài cho chúng con được ân điển để biết đánh đồng nhu cầu của mình với nhu cầu của Ngài, Chúa ơi. Và khi đó Chúa biết chắc rằng tất thảy lời cầu nguyện và tất thảy công việc chúng con đều đẹp ý Chúa, và chúng con được đẹp ý Ngài, Chúa. Chúng con sẽ hơn cả như David, Chúa ơi, xa cả đã bao. Bởi vì David vẫn là người mà sinh bởi người nữ, Chúa ạ. Và ông còn thấp hơn, ông còn nhỏ hơn cả Giăng-Báp-tít, Chúa ơi. Mà Ngài nói rằng kẻ nhỏ nhất trong thiên đàng còn lớn hơn cả Giăng-Báp-tít, Cha ơi. Hallelujah. Chúng con tạ ơn Cha vì chúng con được sinh ở trong thiên đàng. Ra xa của Ngài ta hứa ban cho chúng con thiên đàng rồi, Chúa ơi. Ra xa của Ngài đã sửa chuẩn kia là Ngài ban chúng con cả một sự mầu nhiệm thiên đàng nữa, Chúa ạ. Chưa sao thế, đã chọn chúng con trong Chúa Jesus đặt lại nơi thành không Chúa Trần Đình Ngài, Chúa ơi. Và thì yêu thương Ngài định sẵn chúng con, cho con yêu dấu của Ngài, cho cái kế tự cơ nghiệp của Ngài, Cha ơi. Hallelujah, chúng cảm tạ Chúa. Chúa dấu yêu, Ra xa của Ngài, bởi vì nhu cầu của Ngài đó là chúng con giống Ngài của Ngài. Chúng con, Chúa, vì vậy chúng con đặt tất cả ý sắc chúng con lên trên mặt Chúa, Chúa. Ra xa ai trong chúng con, có thể là cá nhân, đời sống cá nhân của mình, có thể là vợ mình, con mình và chồng mình, Ra xa cả hoặc là mục vụ, Chúa, hoặc là tiền bạc, hoặc là sự nghiệp, Ra xa cả là bao nhiêu sự chuyện, hoặc là khi ham muốn nào đó của mình, Chúa, tất cả ý sắc đó chúng dâng cho Chúa và ngày hôm nay, Chúa, ở trước mặt thờ Ngài, Ra xa chúng con giơ dao ra để giết cái ý sắc đó, Chúa, để dâng lên Ngài, Chúa, xa cả là bao nhiêu sự chỉ tất thể điều gì Ngài muốn cho, chúng con làm hết, Chúa ơi, để cho muốn mở lòng chúng ra rằng chúng con cần Ngài tất cả mọi sự, Chúa, tất cả mọi sự chúng con, Chúa ơi, để cho nỗi ruột gan chúng con ra, Chúa, để Ngài nhìn thấy, và chúng con cũng nhìn thấy rằng, là Ngài thực sự cần chúng con hơn tất cả mọi sự, Chúa ơi, Chúa yêu Ngài, Chúa yêu Ngài, để ý sắc chúng con đây, Chúa. Chúng con trói ý sắc vào, Chúa. Chúng con chất củi lên. Chúa. Tất thảy củi là tất cả những điều gì, những sự, những chân lý, những lẽ thật nào đó Ngài dạy dỗ chúng con, Chúa ơi. Chúng con cũng dùng chất củi đó để chúng con đốt ý sắc của mình, Chúa. Củi gỗ là những điều mà để xây nhà Chúa Trời, Chúa. Chúng con dùng nó để đốt ý sắc, Chúa ơi. Chúng con dùng nó để đốt ý sắc của mình, chúng con trói y sắc của mình, Chúa, bởi vì hãy được chúng con trói đất trên trời trói, Chúa ơi. Ô vì chúng con trói y sắc của mình, trái cả tất thảy những cái nhu cầu riêng của chúng con, Chúa, tất thảy những điều gì mà lòng chúng con đang mơ tưởng đến, lòng chúng con mắc nợ đến, Chúa, tất thảy điều gì lòng chúng con khắc khoải, lòng chúng con thổ thức, Chúa, mà ngoài Ngài ra, Chúa, tất cả y sắc đó cho dâng hết cho Ngài, chúng trói nó, chúng trói từng y sắc một, Chúa, y sắc to, y sắc lớn, y sắc nhỏ, y sắc vừa, y sắc nhỡ, Chúa, tất thảy y sắc đen trắng, y sắc người hay y sắc công việc, Chúa, y sắc thú vui hay y sắc tất cả sắc đó chôn chói và dâng hết lên bàn thờ của Ngài, Chúa. Đã bằng nguyện lửa của Ngài, lửa Ngài trong chúng con mà Ngài đã quăng xuống và lửa đang cháy lên đấy, Cha ơi, thì Ngài vượt cao chi nữa, thì nguyện lửa đó sẽ đốt đi sắc chúng con, Chúa, để dâng hết cho Chúa. Đã dâng cả bàn Chúa ơi, và chính trên bàn thờ này, Ngài đã bày tỏ ra chúng con với danh của Ngài, Giê-va Giê-rê, Giê-va đứng sẵn cần dùng của chúng con, Chúa, y theo sự giàu có của Ngài. Trong chữ script, Chúa, không signal. Mất mạng. Từ
tự giàu có của ngài, thì giàu có vô lượng vô biên này có u đất giới cả đám không có thể đã quyết định sáng kiến này chúng con chơi sẽ cả đám quyết định chưa được ngài đua mọi nhu cầu chúng con chơi hallelujah cũ nữa chưa ô nguyện chúng con chỉ có ô được Isaac chúng con là dòng là con của lời hứa ô là dòng vẫn chọn lựa chưa mà từ ô cái Isaac đó chúng con sẽ sinh hạ ra tổ phụ ô để Israel chưa sẽ sinh hạ ra Israel sinh ở Jacob ô đất giới cả đám quyết định chưa được ô đất giới cả đám quyết định Isaac chúng con chưa ô đất giới cả đám quyết định chưa được ô đất giới Chu ô để mà lo ô thực hiện công việc của Chúa thực hiện ý muốn của Chúa theo ý riêng của mình chưa ô theo ý riêng của Sarai ô theo ý riêng của đàng hầu Sakarama theo phải theo ý sát theo lời hứa của ngài cho trong danh Chúa Giêsu ô đã sớm đi sát chúng con ô sẽ ô lớn ô trong nhà Đức Giê-hô-va như cây trồng các dòng nước cho vẫn đi sát của chúng con mà ngài ban trả lại đó cho ô đã Sakarama sẽ sanh hạ ra Jacob sanh hạ ra Israel cho sanh ra Israel ô để điểm từ đó ô trời ơi ô đưa tất thảy phần sót lại của những sơn trở về cùng với ngài mà ngài nó còn được nhỏ ô ngài sẽ dòng dõi chúng con cho đông như cát dưới biển như sao trên trời ngài làm cho dòng dõi chúng con chơi sơ cát chiến thành quân địch ngài cho dòng dõi chúng con chơi sơ cát đang trở thành nó sự sáng của mà ngài trở thành sự sáng dân ngoại giáo ước dân ngoại cho trở thành sự cứu rỗi của ngài đồng phục đất trời hallelujah cho cảm đã cho cảm đã cho sinh cả đã bao bên số bồ đề số chia lập ba asaka and see the ugly cả đã bara sa and chuli cả đã sa cả du du chuli cả đã bara ba ba and so cô đi cả đã bara sa and chuli cả đã ba ta bồ đề số cả đã bao bên and see the du du bồ đề sa cả đã bara chi do and so cô đi để bara bara bồ đề chi and see ở đâu cả đã bara chi để du du bồ đề ba ba hallelujah oh ngợi khen cha ngợi khen cha vinh hiển ngợi khen cha vinh hiển ôi cha sầu yêu ôi giờ đây tất cả chúng con cùng có một nhu cầu chung cho đó đội đặc nhiệm này cho đó sẽ khối nhất thể trong ngài chúa ôi khối nhất thể trong ngài chúa ôi bởi sự hiệp một như cha trong con như chúa con trong chúa cha vậy chúa ơi ôi trong sợi dây chiều mến của ngài yêu thương của ngài cha trong dây Jesus Christ ôi đã say ca chúa ơi ôi chúa tạ ơn chúa vì ngài cho ân điển chúng con để chúng con được tan chảy trong mình ôi tan chảy trong ngài ôi tan chảy trong mình và tan chảy trong nhau đấy chúa ôi đã say để chúng con biết hòa đồng biết hòa lòng với nhau chúa ô biết mềm mại chúa và trở thành những cái vật liệu rất là mềm mại vật liệu dễ bảo vật liệu dễ nghe ở trong tay của chúa để chúa nắm theo ý muốn ngài chúa ô và chúng con cũng dễ dàng phân phục lẫn nhau chơi trong tình yêu thương trong sự tôn kính lẫn nhau trong hệ thống giá trị vương quốc của Đức Chúa Trời chúa ô mà chúng con sống bằng giá trị đó thì chúng con mới có quyền mới có tư cách để mà dạy dỗ mới chia sẻ cho người khác những nguyên tắc mà chúng con đang sống chơi ô đã sakara trong danh Chúa Giêsu ô đã sakara nguyện tất cả điều gì chúa đã bắt đầu chưa thì chúng con cũng làm chọn bởi vì ngài là Alpha Omega thì chúng con cũng muốn như vậy chưa tất cả điều gì mà chúng đã theo đuổi ô trong nhóm đặc nhiệm này tất cả điều gì mà chúng con đã ô dâng chọn cho ngài dâng hiến cho ngài ô để ngài giúp chúng con ô trở thành tay đánh lính người chưa để sau hết những cái khóa huấn luyện của ngài trong nhóm đặc nhiệm này chưa chúng con được tiếp nhận hoàn toàn công nghệ làm người của ngài chưa ô đã sắc ô đó cái công nghệ tuyệt vời nhất công nghệ mà trả thế gian này chẳng có gì làm được chưa thế gian này ô không thể làm nổi tâm linh hồn chưa thế gian này không thể đào tạo ra một linh hồn vì cả thế gian đều hư mất cả tất cả cái linh hồn này đều hư mất cả chúa ơi nhưng ngài ở trong chúng con ngài đào tạo chúng con trở thành những tay đánh lưới người trở thành những người mà ô đánh lưới những linh hồn cho ngài chưa những đưa linh hồn đó về trong vương quốc của ngài ô và không những thế còn đặt đẩy những linh hồn đó ở nơi cao ô để thực hiện ô sứ mạng tiền định và ngài đã giao cho họ cha ơi trong danh Chúa Giêsu hallelujah cho cảm tạ cha ô đã say chuyện đẹp 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 ô cha ơi nhu cầu chúng con ngài nhìn thấy đó nhu cầu đẹp lòng Chúa nhu cầu được một với nhau chưa như cha chúng con ô đó chính là nhu cầu ngài muốn chưa và cho tin chắc chắn rằng ngài sẽ làm thành điều đó con chúa ô và làm lớn hơn nữa chưa để nhu cầu chúng con yêu thương nhau nhu cầu chúng con đi trong sự sáng nhu cầu chúng con thành thật ô chân thành với nhau chưa ô đã sẵn sàng nhu cầu chúng con ông là luôn luôn chăm sóc nhau cho luôn luôn tới tất cả điều tinh hoa ô mà chia sẻ với nhau cho như quản gia trung tín của nhà Chúa Trời ô vì chúng con thực sự là như vậy là những người quản gia của nhà Chúa Trời cho trong mỗi chúng con có những ơn thứ nào đó có sự ban ơn nào đó cho và trách nhiệm chúng con như quản gia của ngài phải biết ban phát và chia sẻ cho nhau cho ô
ô chia sẻ với nhau cho ô Rasaka Yuro, ô nếu như con cho ô có cái ô sự dạy dỗ sự đổi tiến trì của ngài cho thì chúng con được ban cho, nhưng không cho thì con cũng phải ban lại, nhưng không chơi ô con cũng phải chia sẻ cho anh chị em con đúng giờ cho ô Rasaka Dabarasi Yuro ô Rasaka and Fe and Trini Kadabarasaka ô Dorso Kadabarasaka. Hallelujah, cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa dấu yêu, ô Chúa dấu yêu ơi. Ô ra dây chưa đưa ngài nhìn thấy cả nhu cầu cá nhân của chúng con nữa chưa ạ? Ô ra vâng tất thể những điều mà ngài nói rằng nếu chúng con tin Chúa mà chúng con không coi sóc đến người bản thân người nhà của mình thì chúng con khốn nạn cả người không tin nữa chưa ơi. Ô vì vậy mà chúng con cầu nguyện cho từng cá nhân nhu cầu từng người nhà của từng anh chị chúng con chưa ạ? Nhu cầu của anh Hậu chị Hương, nhu cầu ô của gia đình của anh Trung chị Chi, nhu cầu của chị bé, nhu cầu của em Trang, nhu cầu của sư Dung chơi nhu cầu của em Hùng, nhu cầu của chị Mát, nhu cầu của em Hiến, nhu cầu của gia đình anh, nhu cầu của gia đình Nam chơi nhu cầu của em Thủy, ô ra sang nhu cầu của con chơi chơi cái điều mà chúng con thể ban tặng cho người nhà chúng con cho đó là sự cứu rỗi của linh hải đó Chúa ơi, đó là chất lý của vàng ngọc của ngài Chúa ơi, ô đó chúng con không mang được cái gì hơn thêm nữa Chúa ơi, ô đó xin Chúa, ô và chúng con cầu xin Cha để ngài động chạm đến lòng của người thân chúng con, từng người cha người mẹ, ô người con của chúng con, ô từ người anh người em chúng con và cả người vợ người chồng yêu dấu chúng con cho ô để nhận biết ngài Chúa ơi, ô con cầu xin Đức Chúa Trời Chúa Jesus Christ đã chăm vinh hiển ban thần chi sức hồn sáng tỏ ra ô cho tất cả người nhà chúng con để nhận biết Chúa, soi sáng con mắt của lòng tất cả chúng con cho hầu cho cái điều trông cậy kêu gọi ngài thế nào, giàu có cơ nghiệp vinh hiển ngài cho các thánh đồ làm sao và biết quyền vô hạn của ngài đối với ai có lòng tin lớn dường nào cho ơi, ô hãy mở mắt mở trí mở lòng cho Chúa ơi, nếu chẳng bảy ngày ta đi ơi thì không ai có thể nhận lãnh chi được, không ai nhận lãnh chi tuyệt đối không nhận lãnh chi hết Chúa ơi, ngài biết qua điều đó ở ngoài ngài ta chúng con không làm gì cả, chúng con không thể làm gì được, chúng con người tin Chúa đây, ô chúng con đã học biết đã lời Chúa rồi, nhưng ở ngoài ngài ta bản thân chúng con những mục sư sứ đồ của ngài, những tiên tri của ngài, những người sức giàu ngài không thể làm gì nổi cho họ, huống chi là người nhà chúng con, ô lạy Chúa, ô đã say ngài biết điều đó cho ô và nguyện ân điển lớn của ngài, ân điển đa diện của ngài, ân điển cứu rỗi của ngài, ân điển thay đổi mình và ân điển soi sáng làm việc này, ân điển toàn phận của ngài cho sáng trên đồ một cách không ngừng nghỉ, ô trên gia đình chúng con chơi, ô trên người thân chúng con, ô trên cha mẹ anh chị em chúng con, trên người vợ người chồng yêu dấu chúng con, từ người con cái yêu dấu chúng con chơi, nhận biết Chúa về điều cao quý nhất trong và qua sáng tạo để nhận biết ngài cho ạ, và ô sự sống đời đời ấy là sự nhận biết Chúa Trời, ô lời cứu Chúa là Jesus Christ nữa Chúa ơi, ô có một và thật cho ạ, ô đã ra đời nhận biết ngài nó đánh đồng mình với ngài cho ạ, đó chính là sự sống đời đời, đó chính là sự sống đời đời cho ạ, ô đó cái điều mà cả đời người đang mơ tưởng đến, đó chính cái điều mà người thân yêu của chúng con cho ạ cũng đang mơ tưởng đến cho ạ, họ có thể không nhận thức được Chúa ơi, ô ra những bài thần bày tỏ thần này, thần bày tỏ của ngài qua thần cầu nguyện này xin chúng con cho ạ, thì ngài sẽ ban cho chưa ạ, vì ngài là Cha ban cho họ một cách rộng rãi không trách mong ai chưa ạ. Ô ra say cho đấng bê bê như chúa ơi, chúa đứng như là vị trí của người trung bảo, ô giữa trời với người chúa ạ, như thể chúa Jesus Christ chúng con đã làm, ô để nối người nhà chúng con với ngài chúa ạ, nối người thân chúng con với ngài, nối chồng chúng con với ngài, nối vợ chúng con với ngài, nối con cái chúng con với ngài, ô ra say cả nối cha mẹ chúng con với ngài, nối anh nối chị nối em chúng con với ngài chúa ạ, ô nối từng người thân của chúng con với ngài chúa ạ, say cả đấng bê bê như chúa, ô ra say cho đấng bê bê như chúa, ô ra ta đã sẵn sàng làm việc tất thể điều gì ngài mong muốn đến ô trên người thân chúng con cho ô cứ chuyển ô cứ thế mà khai phóng cứ thế mà tuôn đổ qua chúng con và xuống họ cho ạ, chúa yêu người thân chúng con chơi, chúa yêu họ cho ạ, chúa yêu họ ô và chúng con mở cái kênh thân yêu này, kênh tích cực này cho ạ, kênh phước hạnh này cho ạ, để đổ sự tất này trên người thân chúng con cho tất thể mọi phận lớn lao mà ngài đã hứa cho họ từ trên sáng thế chúa ơi, ô đó là sự nhận biết đã thật, đó là sự cứu rỗi cho ạ, ô và sự nhận biết đã thật của ngài trong kênh Chúa Giêsu. Hallelujah, chúng con cảm tạ Cha, ô Chúa Giêsu ơi, ngài đến để không những ban cho con sự sống và có sự dư dật cho chúa, dư dật trong tâm linh, dư dật trong linh hồn và dư dật trong thể xác của chúa ơi, ô đã ra cả tập ra con công bố sự dư dật của ngài, ô lập một lời ngài rất mau theo bản tính của ngài chúa, sự sire ra rohi ô của ngài trên chúng con, ô trên tâm linh chúng con cho ô đã ra cả tập để tất thành cái múi của bông trái thánh linh, ô mà ngài ban chúng con được căng mọng cho sự yêu thương
trong sự vui mừng, trong sự bình an, trong sự nhân từ, trong sự hiền lành, trong sự mềm mại, trong trung tín, trong sự tiết độ. Chúa ơi, Orasakatapatasetetuburasakarabarisebo, ô tất cả cái mùi đó được căng mọng cho như một mùi hương dâng cho ngài. Orasak và thân thể chúng con có đẹp thật thánh của Chúa mà dâng hoàn toàn cho Chúa, bởi vì sự thờ phượng phải lẽ của chúng con đó là dâng thân thể mình như của đấng sống và thánh đẹp lòng ngài. Chúa ơi, Orasak nguyện thân thể chúng con giữ thánh sạch bởi lời của ngài, thân thể chúng con giữ thánh sạch bởi nếp sống lành mạnh chúng con cho bởi sự ăn ngủ sinh hoạt điều độ mà ngài sửa trị chúng con đó. Chúa ơi, Sakatapabr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 ab
Chúa tạ ơn Cha. Ô Chúa lợi cho chúng vinh hiển. Hallelujah. Sức mạnh của Ngài, sức mạnh của Ngài trên thân thể chúng con, Chúa. Quyền năng sự sống của Ngài trên thân thể chúng con, Chúa. Sự chữa lành hoàn toàn tuyệt đối Ngài trên thân thể chúng con. Ô trên con cái chúng con, trên gia đình từng người thân chúng con, Chúa. Ô đa sa cara tất cả sự viêm nhiễm đều bị ô triệt tiêu trong tay Chúa Jesus Christ. Ô chúng cảm tạ Chúa hệ miễn dịch tuyệt vời, cơ chế chữa lành tuyệt vời ngày ba chúng con, Chúa. Cơ chế này mạnh 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 tuyệt vời, Chúa. Ô đa sa mà không có gì ô có thể làm hại chúng con được, Cha ơi. Hallelujah, chúng cảm tạ Chúa. Ô đa sa chúng con cảm Chúa sẽ chữa lành của Ngài là đến trên hay lên đỗ, chúng cảm tạ Ngài. Chữa lành Ngài đến trên em Thủy, đến trên con của em, Chúa. Ô đa sa Chúa. Ngài đến trên cha mẹ của anh, cha mẹ của Hiền, cha mẹ của Nam. Ô ra sát cả ba sự chữa anh chung chi chi cha mọi người. Ô Chúa ơi, sự chữa lành đó và về thân thể đó, Chúa, như là lời hứa của Ngài chúng con về sự thánh hoàn toàn khi thân thể chúng con được được cứu hoàn toàn, Chúa, được cứu hoàn toàn trong ngày đó. Cha ơi, ra cả thân thể chúng con được cứu hoàn toàn, Chúa ơi. Ô chúng con mừng được rằng ô thân thể chúng con đó sẽ không có bị giới hạn một điều. Cả cho ô có thể quá hình như Chúa Giêsu vậy, cho 500 một đồng này được cho một lúc thôi. Ô thân thể chúng con sẽ bay nhảy khắp mọi nơi, cho ô sẽ đi hết các ô giải ngân hàng, giải ngân hàng kia, cho để làm việc của Ngài. Ô đặt để quản lý các tài sản, ô cơ nghiệp mà Ngài ban chúng con, Chúa ơi, để làm lợi cho vương quốc của Chúa thêm nữa, Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Ô đã ra cả bao nhiêu bên Chúa, bên Chúa ơi, hãy giúp chúng con từ những thường ngày còn ở trên đất này, Chúa biết đối xử thân thể của mình, Chúa. Ô là trong sự phát đáp bao nhiêu bây giờ, ô là như là mối công hơi, ô là sáng cả bao nhiêu bây giờ, ô để chúng con được xem con mặc cái thân thể mới mày ban cho nó, Chúa. Ô để chúng con biết điều khiển, thì hãy tập cho chúng con ngay giờ này, Chúa. Tập chúng con ngay giờ này, Chúa. Không phải lúc đó chúng mới tập, mà tập ngay giờ này. Vì Chúa chúng con chạy mục đích, Chúa chờ chúng con bao giờ cũng chuẩn bị chúng con, Chúa. Ô là sáng cả bao nhiêu bây giờ, Chúa. Ô là sáng cả bao nhiêu bây giờ. Ô là xin chờ bao nhiêu bây giờ, Chúa. Cả bao nhiêu bây giờ. Hallelujah. Ô cho anh tạ cha, ô cho anh cảm tạ ngài, cảm tạ ngài, cảm tạ ngài, Chúa. Ô đó sẽ cao bao nhiêu, ô thân thể Chúa đẹp thật của ngài, Chúa ơi, chính Chúa Jesus Christ, Chúa chúng con, ngài có thân thể hội thánh của Chúa và ngài luôn lo được thân thể, Chúa. Ô ngài lo được thân thể của ngài, hội thánh nặng sâu của Chúa. Ô khi làm, ô ngài chuộc thân thể của Chúa làm sạch bởi nước bởi lời của ngài, Chúa. Thì cũng vậy, ô nguyện thân thể chúng con cũng được làm sạch bởi nước và thánh linh của Chúa. Ô bởi thần của ngài, Chúa ơi, bởi lẽ thật của ngài, bởi lời của ngài, Chúa. Ô đó sẽ cao bao nhiêu, chia cả em Papa, Hallelujah, thân cảm tạ cha. Ô đó sẽ cho yêu ngài, cho yêu ngài, Chúa. Hallelujah, yêu Jesus, yêu Jesus, Chúa ơi. Hallelujah. Ô Chúa là nhu cầu cần của chúng con, Chúa chính là nhu cầu của chúng con, cho yêu ngài. Hallelujah, ô nguyện lòng con được trải ra, ô chảy trong ngài, Chúa Jesus ơi. Chúa yêu ngài hơn hết mọi điều và con nghĩ tiền thế giới kia là chi. Chúa, con yêu Cha hết lòng, sẽ không bao giờ mất mẹ, sẽ không bao giờ xa tình yêu. Tình yêu Cha lớn hơn cả cái đời. Lòng thương xót của Chúa vẫn luôn biết và ân điển quý giá bao la trên thế giới.
Amen. Sự sáng của mặt Chúa luôn soi sáng trên mặt chúng con chưa? Soi sáng trên gia đình, người thân chúng con, trên cơ nghiệp chúng con chưa? Ô soi sáng trên tất cả Isaac chúng con chưa? Alleluia. Người tất cả Isaac chúng con chưa? Điều gì mà lòng chúng con đang thổn thức khắc khoải đó chưa? Những điều gì Ngài hứa đó chưa? Ô ra bông trái tốt nhất, đẹp nhất cho Ngài chưa? Ô đời người Isaac chúng con. Ô dân ra Israel, là Israel chưa? Isaac chúng con ra Israel và từ đó dân ra 12 công hầu, 12 tổ phụ chưa? Để cai trị thế gian này. Ô trong vinh hiển của Cha, cho yêu Ngài, cho yêu nhau, cho nên một cầu nguyện thân chúa Cha chúng con được thiêng liêng. Amen. 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 Alleluia, cảm ơn Chúa, cảm ơn chị em. Amen. Chưa ra ngoài biển. Biển nè. Ôi, là sự chưa. Gió.